Dạ vâng, trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio thị trấn Vĩnh Trụ Lý Như là Hà Nam rất hân hạnh chào đón các bác yêu âm nhạc trên mọi miền đất nước. Và với hôm nay, một câu hình karaoke trước mặt các bác, trung tâm kết ghép lên rất phù hợp với các bác trong không gian gia đình, rơi vào tầm khoảng độ 30 mét vuông quay đầu các bác nhé. Và với một dòng này thì xin phép các bác là trung tâm giới thiệu với một cặp loa CA sao F212 bát 30 chép kèn hàng chính hãng, và với một cục đẩy hai kênh hàng bãi DK Nan Kinh LA400 đấy, và với một dòng sản phẩm thứ ba là con vang số huyền thoại X5. Dòng này trông hú thì quá tốt rồi, và echo cũng như dề vợt rất chi là ngọt ngào. Sản phẩm thứ tư đó là một đầu mic không dây CAVS với hai tay mic và hai cần antenna phát sóng, hát rất nhẹ và bay. Các bạn có thể đứng vào khoảng độ 50 mét là vẫn cứ bắt sóng bình thường nhá. Bắt sóng rất căng và hát rất nhẹ và bay. Xin được nhắc lại, và với một cấu hình này thì trung tâm đang bán với giá chỉ có là 19.900, giá đã bao ship toàn quốc, và trung tâm sẽ tặng cho các bác là một cặp chân gỗ, một cặp nhá, là hai chiếc là cái chân gỗ ở giữa kia đấy, trị giá 500.000 đồng. Và các bác nào ở gần trung tâm thì 100 km trung tâm sẽ đến tận nhà để set up cho các bác. Và bây giờ xin phép các bác được hát một đoạn karaoke, các bác nghe đánh giá chất âm các bác nhá, và các bác có tai phone hãy đeo tai phone vào để tẩm âm một cách chuẩn xác nhất các bác nhá. Không bao giờ để em về với người các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.